Xin chào tất cả các em. Video hôm nay thì cô có sưu tầm cho các em một số các cái công thức liên quan đến phần chu vi và diện tích của phần đa giác. Cái bài ca về chu vi và diện tích này thì nó sẽ giúp cho các cái bạn, đặc biệt là các cái bạn học sinh lớp 8 thì rất là tốt, đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta chuẩn bị sang chương 2 của hình, sắp tới chương 2 của hình của học kỳ 1 thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái công thức liên quan đến diện tích của các hình đa giác. Vậy thì cái video hôm nay nó sẽ giúp cho các em. Ngoài ra video này thì cũng giúp cho các cái bạn học sinh của các cái lớp khác từ lớp 6 đến lớp 9, khi mà chúng ta tính diện tích của các cái hình. Các bạn lớp 9 thì chúng ta sẽ liên quan đến cái phần diện tích của hình, các cái hình ví dụ như hình thoi hoặc là diện tích của hình thang thì chúng ta cũng hay sử dụng, hay gặp phải trong các cái dạng đề thi. Vậy thì cái video hôm nay nó sẽ cũng giúp cho các cái bạn học sinh còn lại, đúng không ạ? Đặc biệt thì là các bạn học sinh lớp 8 thì chúng ta sẽ có một cái chương là chương 2 của hình học học kỳ 1 thì nó sẽ liên quan đến diện tích đa giác thì chúng ta sẽ rất là tốt ạ. Ngoài ra như cô đã nhấn mạnh thì cái video này nó còn giúp cho tất cả các cái bạn học sinh cả cấp 1 cả cấp 2 liên quan đến môn toán học. Khi mà chúng ta học hình thì chúng ta sẽ nắm được các cái cách nhớ này thì chúng ta có thể nhớ ngay để chúng ta đi vào làm các cái bài tập liên quan đến là tính diện tích và chu vi của các cái hình, nó không bị sai sót, đúng nào? Và đến đây thì cô đã ghi sẵn rồi thì các em có thể tham khảo cái video này. Như sau, cái bài này thì thực ra là cô là sưu tầm chứ không phải là cô sáng tác ra đây nhé, nhấn mạnh là như vậy. Ở đây thì như sau, bài này thì nó chính là tổng hợp các cái công thức tính chu vi diện tích và chỉ là của đa giác thôi, không có hình tròn cũng như là không có phần hình hộp ở trong này. Thì sắp tới thì cô sẽ ra cái video liên quan đến phần hình tròn và hình hộp sau. Và ở đây muốn tính diện tích liên quan đến đa giác và chu vi thì cái bài này cô đặt là bài ca chu vi diện tích, đúng không ạ? Vậy thì muốn tính diện tích hình vuông, cạnh nhân chính nó vẫn thường làm đây. Chu vi thì tính thế này, một cạnh nhân 4 đúng ngay bạn ạ. Diện tích tam giác sao ta, chiều cao nhân đáy chia ra hai phần. Diện tích chữ nhật thì cần, chiều dài chiều rộng ta đem nhân vào. Chu vi chữ nhật tính sao, chiều dài chiều rộng cộng vào nhân 2. Bình hành diện tích không sai, chiều cao nhân đáy ai ai cũng làm. Muốn tính diện tích hình thang, đáy lớn đáy bé ta mang cộng vào, rồi đem nhân với chiều cao, chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra. Hình thoi diện tích sẽ là tích hai đường chéo chia ra hai phần, chu vi gấp cạnh 4 lần, nhớ ghi cho rõ lúc cần dùng ngay. Vậy thì như cô đã nói thì cái video này nó cũng khá là ngắn, tuy nhiên nó đã tổng hợp cũng được khá các cái công thức liên quan đến cái phần chu vi và diện tích của đa giác. Vậy thì các em hãy dành ra một vài phút để chúng ta học thuộc cái bài ca này các em nhé. Và các em cũng có thể giới thiệu cho các cái bạn học sinh cấp 1, các cái em học sinh cấp 1 những cái công thức này hoặc là cái bài này, bởi vì cái bài này cũng sẽ giúp cho các em ấy để các em ấy có thể nhớ ngay được công thức tính của diện tích đa giác, phải không nào? Cô cảm ơn các em đã theo dõi cái video bài giảng này, và với cái mong muốn đó là một cái video ngắn như này thì giúp các em có thể tự tin hơn cũng như là giúp cho các em phần nào trong cái quá trình các em học hình học, đúng không? Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.